Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, là phụ huynh trường Wellspring Sài Gòn. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc của Thích Nhất Hạnh. Trước khi đi vào nội dung sách, mình xin chia sẻ một số điều về Thích Nhất Hạnh để chúng ta hiểu rõ hơn về ông. Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội và là nhà hoạt động hòa bình người Việt Nam. Ông đồng thời cũng là người sáng lập tông phái truyền thống Làng Mai, được lịch sử công nhận là nguồn cảm hứng chính và là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân. Thích Nhất Hạnh là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Phật giáo phương Tây, được một số tờ báo đánh giá là nhà lãnh đạo Phật giáo, có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma. Elizabeth Gilbert có nói về ông là nhà sư vĩ đại người Việt Nam, nhà thơ và sứ giả hòa bình. Người đàn ông Việt Nam nhỏ nhắn này đã thu hút chúng tôi từng người một vào tĩnh lặng của ông. Hay có lẽ chính xác hơn, nếu nói thầy đã đưa từng người của chúng tôi vào trong yên tĩnh của chính mình, vào trong an tịnh mà mỗi người chúng tôi vốn đã sửa đắc nhưng chưa khám phá hay khẳng định. Khả năng thầy đã phát khởi trạng thái này trong tất cả chúng tôi. Chỉ bằng sự hiện diện của thầy, đây là một năng lực thiêng liêng. Và đấy là lý do ta tìm đến một sư phụ, với hy vọng là công đức của thầy sẽ soi rạng cho ta sự cao quý, phúc lấp của chính mình. Thích Nhất Hạnh đã xuất bản trên 100 cuốn sách, trong đó có hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh. Và hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc. Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hàng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, uống, giao tiếp chuyện trò, nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy. Chúng ta thường quá bận rộn đến nỗi quên mình đang làm gì, hoặc có khi ta quên đi mình là ai. Thậm chí có người quên mất mình đang thở. Ta quên nhìn những người thương của ta và trân quý sự có mặt của họ, cho đến một ngày họ đi xa hay qua đời ta mới thấy hối tiếc. Có khi rảnh rỗi đi nữa, ta cũng không biết cách tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta. Vì vậy, ta mở tivi lên xem hoặc nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Ta nghĩ làm như thế là ta có thể trốn thoát được chính mình. Bạn có thể tưởng tượng ta đang ngồi ngắm mặt trời mọc với mọi người. Trong khi mọi người đang thưởng thức khung cảnh đẹp đó, thì bạn lại bận rộn với những thứ trong đầu mình. Bạn bận rộn lo lắng cho các kế hoạch lo nghĩ có tương lai. Chính vì vậy mà bạn sẽ không thể nào thưởng thức được khung cảnh đẹp đẽ đó. Thay vì được thưởng thức khung cảnh đẹp thì lại phải để khung cảnh đẹp đó trôi qua oan uổng. Chính vì vậy, để hưởng trọn vẹn được cuộc sống mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, thì chúng ta nên thực tập chánh niệm mọi lúc, đang đi chơi, đi làm, đang ăn, để mỗi bước chân đều mang đến cho bạn những niềm vui và hạnh phúc. Tóm lại, cuốn sách này như con đường mà tác giả đã vẽ ra để đưa chúng ta đến với bến bờ của sự hạnh phúc và an lạc. Trên con đường tìm tới những điều này, ta không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai mà tự chúng ta trải qua thông qua việc thực hành thực tập. Qua đây, ta có thể thấy những phương pháp tưởng chừng như không cần thiết nhưng lại mang kết quả to lớn đến với bạn. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn một số bài hướng dẫn thực tập trong quyển sách Gieo trồng hạnh phúc. Các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn về tên quyển sách này nhé. Bữa cơm gia đình. Cách đây vài năm, tôi có hỏi một số trẻ em, mình ăn sáng để làm gì? Một cậu bé trả lời, để có năng lượng cho ngày đó. Một em khác nói, ăn sáng là để ăn sáng. Tôi nghĩ đứa bé thứ hai nói đúng hơn, mục đích của việc ăn là để ăn. Chúng ta nên cố gắng ít nhất mỗi ngày có một bữa ăn chung với toàn gia đình. Ăn chung với nhau, chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hòa hợp và tình thương yêu trong gia đình. Chúng ta có thể đọc những lời quán nguyện trước khi ăn, một người đọc hoặc cùng đọc chung với nhau. Chúng ta sử dụng tài năng,
tính sáng tạo của mình để làm cho bữa ăn trở nên vui vẻ, thoải mái và dễ chịu. Thực tập, chúng ta ngồi yên lặng, thở vào, thở ra 3 lần, nhìn nhau mỉm cười, nhận diện sự có mặt của nhau và ăn trong im lặng ít nhất là 2 phút đầu. Chúng ta có thể đọc lời quán nguyện trước khi ăn theo cách thức dành cho trẻ em. 1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời mưa nắng. 2. Chúng con xin gửi niềm biết ơn đến với tất cả những người làm nên thức ăn này, đặc biệt là người nông dân, người bán hàng và mẹ, 3. Anh chị, người nấu ăn hôm nay. 3. Chúng con nguyện chỉ lấy thức ăn vừa đủ để tập ăn uống điều độ. 4. Xin nhai thức ăn chậm rãi để khỏi đau bao tử và có thể thưởng thức thức ăn một cách trọn vẹn. 5. Chúng con nguyện ăn thức ăn này để tập hiểu, tập thương nhiều hơn. 6. Vì muốn nuôi dưỡng thân tâm lành mạnh, hạnh phúc, muốn thương yêu nhau như anh chị em ruột, một nhà, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Thực tập ăn cơm như thế không khó. Để xứng đáng thọ nhận thức ăn này, chúng ta chỉ cần ăn cho chánh niệm. Nếu ăn không có chánh niệm thì ta không dễ thương với thức ăn, không dễ thương với những người đã làm ra thức ăn cho ta. Tôi ưa nhắc nhở mình ăn cho có chừng mực. Thức ăn đóng một vai trò quan trọng giúp tôi sống vui khỏe lành mạnh. Vì vậy, tôi nguyện chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Cả người lớn và trẻ em đều có thể thực tập như vậy. Thỉnh chuông. Được ngồi thở chung với nhau là một điều rất quý giá. Quý giá ở chỗ là mỗi chúng ta đều có thể tự thở trong chánh niệm. Nhưng khi cả gia đình ngồi lại với nhau để thở những hơi thở nhẹ nhàng, ý thức thì sẽ tạo ra một nguồn năng lượng kỳ diệu có khả năng ôm hết mọi người. Nhiều trái tim sẽ trở thành một trái tim, nhiều lá phổi sẽ trở thành một buồng phổi. Nếu trong gia đình có ai đó đang nổi giận hoặc cãi cọ nhau thì ta nên thỉnh lên một tiếng chuông. Bất cứ ai trong gia đình cũng đều có quyền thỉnh chuông. Khi không khí trong gia đình không được bình an, khi anh mình nổi giận hoặc mẹ mình khóc thì đó là lúc rất cần thỉnh lên một tiếng chuông. Một người nào đó đến bên chuông và thỉnh lên một tiếng chuông để mọi người trong gia đình có thể thực tập 3 hơi thở vào ra trong chánh niệm. Nếu chúng ta thực tập như vậy, thở vào, thở ra 9 lần vào buổi sáng, buổi tối và bất cứ lúc nào trong gia đình không đủ bình an, thì chỉ trong vòng 1 tuần thôi, nhà mình sẽ bình yên và hòa hợp hơn. Thực tập. Tôi có nhiều người bạn, trong đó có một số bạn trẻ rất thích thực tập thỉnh chuông và lắng nghe chuông. Mỗi buổi sáng, trước khi đến trường, họ ngồi xuống, thỉnh chuông và thưởng thức những hơi thở vào ra. Ăn sáng bằng những tiếng chuông, hơi thở chánh niệm, họ có thể bắt đầu một ngày bình yên, an lành và vững chãi. Vì vậy, thay vì chúc nhau một ngày an lành, chúng ta có thể bắt đầu một ngày an lành bằng tiếng chuông và hơi thở chánh niệm. Trước khi đi ngủ, cả nhà có thể ngồi lại thực tập nghe chuông và thở chung với nhau. Cảnh tượng đó rất đẹp, rất bình an. Cách thực tập thỉnh chuông cho trẻ em và người lớn đều giống nhau. Chúng ta xá chuông, đặt chuông trong lòng bàn tay và thực tập thở vào, thở ra theo bài thi kệ trước khi thức nhấp chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nỗi đau buồn. Thực tập thi kệ xong, chúng ta bắt đầu thức chuông. Hãy kể cho mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị thân tâm, đủ thời gian cho một hơi thở vào và một hơi thở ra. Kể đó, chúng ta thỉnh lên một tiếng chuông. Sau tiếng chuông, mọi người sẽ thở vào, thở ra 3 lần theo bài thi kệ. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hãy lắng nghe thật sâu và cảm nhận sự sung sướng, yên lắng của lòng mình. Đó là sự thực tập an lạc. Sau đó, thỉnh tiếp tiếng chuông thứ 2, thở vào, thở ra chậm rãi 3 lần. Rồi thỉnh tiếng chuông cuối cùng, thở vào, thở ra 3 lần nữa và đặt chuông xuống trên đế chuông. Các em nhỏ khi thỉnh chuông nên nhớ rằng hơi thở vào ra của các em ngắn hơn hơi thở vào ra của người lớn. Vì vậy, sau khi thỉnh chuông thở vào thở ra 3 lần, em nên thở thêm 1 hoặc 2 hơi nữa để người lớn có thể thưởng thức trọn vẹn
ba hơi thở vào thở ra của họ. Chúng ta nên thong thả và phóng khoáng, bởi vì nghe chuông là lúc để chúng ta có mặt với chính mình, tận hưởng chính mình, tận hưởng sự bình an và tận hưởng cuộc sống. Tôi có thể ngồi như vậy, lắng nghe chuông cả giờ đồng hồ hoặc hơn nữa mà không chán. Ngồi như thế nuôi dưỡng và trị liệu cho tôi rất nhiều. Thiền sỏi. Tôi thường thích mang theo trong túi mình vài viên sỏi. Trong túi tôi không có thẻ tín dụng, tiền bạc hay thuốc lá, chỉ có một tờ giấy, một cái chuông nhỏ và vài thứ đại loại như thế. Những viên sỏi này nhắc nhở tôi rằng mọi người chúng ta được sinh ra như những bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Nếu không biết cách bảo dưỡng niềm vui tươi, chúng ta sẽ đau khổ và sẽ không có đủ những phẩm chất đẹp, lành để hiến tặng cho người ta thương. Thực tập. Chúng ta hãy may một cái túi nhỏ và bỏ vào đó 4 viên sỏi. Mọi người có thể ngồi với nhau thành vòng tròn. Một em bé hoặc ai đó trong gia đình có thể làm người thỉnh chuông. Sau khi thỉnh 3 tiếng chuông và theo dõi hơi thở của mình, chúng ta lấy những viên sỏi ra để lên nền nhà phía bên tay trái. Dùng tay phải nhặt lấy một viên sỏi lên và ngắm nhìn. Viên sỏi đầu tiên tượng trưng cho một bông hoa, cho sự tươi mát và bản tính hoa của mình. Đặt viên sỏi trong lòng bàn tay trái và đặt bàn tay trái lên bàn tay phải để bắt đầu thiền tập về hoa. Thở vào, tôi thấy tôi là một bông hoa. Thở ra, tôi thấy tươi mát. Lặp lại là hoa tươi mát 3 lần. Đây không phải là tưởng tượng, bởi vì chúng ta thật sự là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Hãy nhìn mình như một bông hoa và luôn mỉm cười trong suốt buổi thiền quán, bởi vì một bông hoa thì luôn tươi cười. Thực tập là hoa tươi mát 3 lần, sau đó lấy viên sỏi ra và đặt xuống bên phải mình. Kế đó, nhặt viên sỏi thứ hai lên và ngắm nhìn nó. Viên sỏi này tượng trưng cho núi, núi tượng trưng cho sự vững chãi. Mình là chính mình đang yên ổn và vững chãi. Nếu không vững chãi, chúng ta không thể hạnh phúc thực sự. Chúng ta sẽ bị những khiêu khích, giật giữ, sợ hãi, tiếc nuối lo âu kéo đi. Chúng ta nên thực tập thiền sỏi trong tư thế ngồi là tốt nhất, bởi vì trong tư thế bán già hay khiết già, thân thể sẽ rất an ổn và vững vàng. Thậm chí, nếu có ai đó đến xô ta cũng không bị ngã. Đặt viên sỏi thứ hai lên tay trái và bắt đầu thiền quán về núi. Thở vào, tôi thấy tôi là núi. Thở ra, tôi thấy vững vàng. Lặp lại là núi vững vàng 3 lần. Khi vững vàng, chúng ta sẽ không còn run sợ. Thân tâm ta sẽ không còn lung lay nữa. Viên sỏi thứ ba tượng trưng cho nước tĩnh. Thỉnh thoảng ta thấy có những hồ nước và mặt hồ rất tĩnh lặng, phản chiếu được tất cả những gì in lên đó. Nước tĩnh có thể phản chiếu được trời xanh, mây trắng, núi đồi, rừng cây. Chúng ta có thể lấy máy hình, chụp ảnh trời xanh, mây trắng, núi đồi in trên mặt nước mà cảnh vật trông giống như trên không vậy. Khi tâm ta yên lắng, có lẽ phản chiếu hết tất cả những gì trong ta, chúng ta không còn là nạn nhân của tri giác sai lầm nữa. Còn khi tâm ta bị tán loạn bởi giận dữ, hận thù, ganh tị, thì chúng ta sẽ tiếp nhận mọi thứ một cách sai lệch. Tri giác sai lầm gây cho ta nhiều giận hờn, sợ hãi, bạo động, khiến ta nói hoặc làm những điều gây đổ vỡ, tàn hoại. Vì thế, thực tập này giúp ta ngồi phục lại sự bình an, tĩnh lặng của mình được tượng trưng bởi nước tĩnh. Thở vào, tôi thấy tôi là nước tĩnh. Thở ra, tôi thấy mình lặng chiếu. Lặp lại nước tĩnh lặng chiếu 3 lần. Điều này không phải là điều mơ tưởng, mà với chánh niệm chúng ta có khả năng đem sự tĩnh lặng bình an vào hơi thở, thân thể và cảm thọ của mình. Viên sỏi thứ tư tượng trưng cho không gian và tự do. Nếu không đủ không gian trong lòng, chúng ta sẽ khó có hạnh phúc. Khi chân hoa, chúng ta hiểu rằng những bông hoa cần không gian để tỏa chiếu vẻ đẹp của chúng. Mỗi người trong chúng ta cũng cần có một khoảng không gian như vậy. Nếu chúng ta yêu thương người nào, một trong những điều quý giá nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người đó là không gian. Điều này chúng ta không thể mua được ở siêu thị. Chúng ta hãy quán tưởng mặt trăng đang đi ngang trên bầu trời. Mặt trăng có rất nhiều không gian xung quanh. Đó là một phần làm nên vẻ đẹp của trăng. Nhiều vị đệ tử Bụt đã mô tả Bụt như một vầng trăng mát đi ngang qua trời thái không.
Thở vào tôi thấy mình là không gian, thở ra tôi thấy thênh thang. Lặp lại không gian, thênh thang 3 lần. Ai cũng cần tự do và không gian. Đó, không gian ta thấy mình thật thênh thang và bao la. Vì vậy, chúng ta phải hiến tặng không gian cho những người thương trong gia đình. Thực tập bài thiền sỏi này, chúng ta có thể hiến tặng cho nhau một món quà không áp đặt mọi người theo ý kiến hoặc cách thức riêng của mình. Như vậy, chúng ta có thể giúp mọi người trong gia đình lấy đi những lo lắng, sợ hãi và oán thù trong lòng. Phòng thở. Mỗi gia đình nên có một phòng thở, hoặc ít nhất là một góc để ngồi yên và thở. Ở đó, chúng ta có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, một bình hoa, một cái chuông nhỏ và vài cái gối ngồi đủ cho mọi người trong gia đình. Mỗi khi chúng ta thấy bức rất khó chịu hoặc buồn rầu, giận dữ, chúng ta có thể đi vào phòng thở, đóng cửa lại, ngồi xuống, thỉnh một tiếng chuông và thực tập hơi thở chánh niệm. Thở như vậy trong lòng 10-15 phút, ta sẽ thấy khỏe mạnh hơn. Nếu không thực tập như vậy, ta có thể đánh mất mình, rồi sinh ra cãi cọ, la mắng hoặc đánh đập nhau, tạo nên những cơn bão tố trong gia đình. Trong một khóa tu hè ở làng Mai, tôi có một em bé trai. Con, khi ba con giận, con có làm được gì để giúp ba con không? Cậu bé lắc đầu trả lời, con không biết phải làm gì cả, con sợ lắm và chỉ biết chạy trốn. Những đứa trẻ đến làng Mai đều được học về phòng thở, vì vậy chúng có thể giúp ba mẹ khi ba mẹ nổi giận. Tôi đã dạy cậu bé đó, con có thể mời ba mẹ con vào phòng thở và thở chung với con. Thực tập. Mọi người trong gia đình nên thỏa thuận và đồng ý với nhau về phòng thở hoặc góc thở của gia đình. Khi nào thấy mọi người vui vẻ, chúng ta nên đề nghị mọi người thỏa thuận với nhau điều này. Chúng ta có thể nói, thỉnh thoảng chúng ta giận dỗi. Chúng ta có thể nói những điều gây tổn thương cho chính mình và gây tổn thương cho nhau. Điều này làm cho mọi người thấy sợ hãi. Vì vậy lần tới, khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ đi vào phòng thở và thỉnh chuông để nhắc nhở mọi người cùng thở với nhau. Nếu ta sống với đứa con duy nhất của mình, ta vẫn có thể thỏa thuận điều này với con để khi nào ta nổi giận thì con sẽ giúp ta. Nếu vào một dịp đặc biệt nào đó khi con mình đang hạnh phúc, nó sẽ rất háo hức đồng ý. Là một đứa trẻ, nó rất tươi mát. Nó có thể đem sự tươi mát của nó để giúp đỡ ba mẹ. Nó có thể nói với ba hoặc mẹ rằng, đi với con vào phòng thở đi, mình sẽ ngồi thở với nhau, ba mẹ chịu không? Nếu chỉ có một mình ba đồng ý mà mẹ không đồng ý, thì khi mẹ nói điều gì không dễ thương, nó sẽ đến nắm tay ba và nói với ba rằng, mình đi vào phòng thở đi. Khi nghe thấy như vậy, người mẹ có thể thức tỉnh. Khi đã đi vào phòng thở, đứa trẻ sẽ thỉnh lên tiếng chuông và Bụt sẽ bảo hộ cho chúng ta. Mọi người trong gia đình đều có thể ký thỏa thuận rằng tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt. Khi nghe chuông trong phòng thở, mọi người trong nhà sẽ ngừng lại hết mọi chuyện và chỉ có thở thôi. Không ai được tiếp tục nổi giận, quát tháo sau đó. Cả gia đình cùng cam kết ngừng lại để thở khi nghe tiếng chuông. Điều này được gọi là hiệp ước sống chung an lạc. Nếu chúng ta có khả năng thực tập phương pháp này ở nhà, thì chỉ sau 3 tháng, chúng ta sẽ thấy không khí trong gia đình trở nên dễ chịu, vui tươi hơn nhiều. Những vết thương lòng của các con sẽ được xoa dịu và dần dần được chữa lành. 4 câu thần chú. 4 câu thần chú là một pháp môn linh ứng. Tôi mong quý vị nên thực tập mỗi ngày. Mỗi câu thần chú là một linh dược. Mỗi lần đọc lên là tình trạng sẽ chuyển đổi ngay lập tức, không cần phải đợi thêm một phút giây nào nữa cả. Đó là một công thức thần diệu mà chúng ta phải đọc lên đúng lúc, điều kiện làm cho nó trở nên hiệu nghiệm và chánh niệm và chánh định. Nếu không có chánh niệm và chánh định thì sẽ không có kết quả. Thực tập. Cách thức thực tập 4 câu thần chú cho trẻ em và người lớn đều giống nhau. Câu thần chú thứ nhất: em ơi, anh đang có mặt ở đây cho em. Hay ba ơi, con đang có mặt ở đây cho ba. Chúng ta không cần phải thực tập bằng tiếng Sanskrit hay tiếng Tây Tạng. Chúng ta chỉ cần dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tại sao ta phải thực tập câu thần chú như vậy? Bởi vì khi thương ai,
chúng ta muốn hiến tặng cho người đó những gì tốt đẹp nhất của ta, và điều tốt đẹp nhất mà ta có thể hiến tặng cho người ta thương là sự có mặt đích thực của mình. Câu thần chú thứ hai: em ơi, anh biết là em ở đó nên anh rất hạnh phúc. Hay: ba ơi, con biết ba có ở đó nên con rất hạnh phúc. Thương nghĩa là công nhận sự có mặt của người mình thương. Chúng ta phải có thời giờ. Nếu quá bận rộn, làm sao ta có thể công nhận sự có mặt của người đó? Điều kiện để thực hiện câu thần chú này là ta phải có mặt 100%. Nếu không có mặt thì ta không thể nhận diện sự có mặt của người kia. Nếu ai đó thương mình cần người đó biết rằng mình đang có mặt ở đây, bất kể là mình già hay trẻ. Chúng ta chỉ có thể thương yêu khi chúng ta có mặt thật sự. Chúng ta phải thực tập bằng bất kỳ pháp môn nào, thở chánh niệm, đi thiền hành hay phương pháp nào giúp ta có mặt đích thực cho người mình thương như một con người tự do. Nhờ có mặt nên ta có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm nên khi người thương của ta đau khổ, ta biết được tình trạng của người ấy, nhận diện khổ đau của người ấy. Ta phải thực tập có mặt sâu sắc 100%, rồi đến bên người ấy và đọc câu thần chú thứ ba. Câu thần chú thứ ba: em ơi, anh biết em đang đau khổ nên anh có mặt ở đây cho em. Hay: ba ơi, con biết là ba đang đau khổ nên con có mặt ở đây cho ba. Khi đau khổ, người ta muốn người ta thương ý thức được nỗi khổ của ta. Điều này rất con người và rất tự nhiên. Nếu người ta thương không biết ta đang đau khổ hay phớt lờ sự đau khổ của ta, ta sẽ khổ nhiều hơn. Vì vậy, nếu người ta thương ý thức được là ta đang đau khổ thì nỗi khổ của ta sẽ vơi đi rất nhiều. Trước khi người đó có thể làm điều gì để giúp đỡ ta thì ta đã bớt khổ rồi. Đây không phải là sự thực tập riêng của con cái, của một cá nhân nào, mà là sự thực tập của tất cả mọi người. Điều này có thể tạo ra rất nhiều hạnh phúc trong gia đình. Thực tập vài tuần, ta sẽ thấy tình trạng trong gia đình được chuyển hóa một cách bất ngờ. Câu thần chú thứ tư: em ơi, anh đang khổ, xin hãy giúp anh. Hay: ba ơi, con đang khổ, con xin ba hãy giúp con. Câu thần chú thứ ba được sử dụng khi người ta thương đau khổ, còn câu thần chú thứ tư này được sử dụng khi chính ta đau khổ. Ta tin rằng người ta thương yêu nhất gây ra đau khổ cho ta. Vì vậy, ta gặp rất nhiều khó khăn khi người mà ta rất thương nói hoặc làm điều gì đó gây tổn thương cho ta, ta sẽ đau khổ nhiều hơn. Nếu người nào khác nói và làm điều đó, có lẽ ta sẽ không khổ đau nhiều như vậy. Đằng này, người mà ta thương nhất trên đời lại làm điều đó, nói điều đó, cho nên ta không chịu được nổi, ta đau khổ hơn cả trăm lần. Vì thế, đây là lúc ta cần thực tập câu thần chú thứ tư. Ta phải đi đến người ta thương yêu nhất vừa làm ta tổn thương tột cùng, với ý thức tròn đầy, với sự có mặt của chánh niệm, chánh định. Ta nói lên câu thần chú thứ tư này. Điều này hơi khó, nhưng nếu tập luyện thì ta có thể làm được. Thông thường khi đau khổ mà mình tin rằng chính người mình thương yêu nhất làm cho mình đau khổ thì ta có khuynh hướng muốn ở một mình. Ta nhốt mình trong phòng và khóc một mình. Ta không muốn nhìn người đó, không muốn nói chuyện với người đó, không muốn người đó đụng đến mình. Hãy để cho tôi yên. Điều này cũng rất tự nhiên, rất con người. Thậm chí nếu có ai đó cố gắng lại gần để hòa giải, ta còn nổi giận hơn. Chúng ta có khả năng thực tập được câu thần chú thứ tư này không? Dường như chúng ta không muốn thực tập, bởi vì ta thấy mình không cần sự giúp đỡ của người đó. Chúng ta muốn một người nào khác giúp đỡ mà không phải người đó. Chúng ta muốn độc lập. Tôi không cần anh. Chúng ta tự ái. Vì vậy, câu thần chú thứ tư rất quan trọng. Hãy đến với người đó, thở vào, thở ra thật sâu, trở về với chính mình 100%, dùng tất cả định lực của mình để nói rằng mình đang đau khổ và mình cần người đó giúp đỡ. Để có thể thực tập điều này, chúng ta phải tập luyện một ít. Chúng ta hay có khuynh hướng nói với người này rằng ta không cần họ, không có người kia ta vẫn sống được, ta hoàn toàn tự lập. Nhưng nếu chúng ta biết dùng tuệ giác để nhìn nhận vấn đề thì ta sẽ thấy rằng hành xử như thế là không thông minh. Bởi vì khi thương nhau, chúng ta cần có nhau, nhất là khi ta đau khổ.
chúng ta có chắc là khổ đau của ta do người đó gây ra không? Có thể chúng ta lầm, có thể người đó không chủ ý làm điều đó, nói điều đó để làm ta đau, có thể chúng ta đã hiểu lầm, có thể đó là tri giác sai lầm của ta. Chúng ta phải luyện tập từ bây giờ để chuẩn bị cho lần tới. Khi có khổ đau, chúng ta có thể thực tập câu thần chú thứ tư, thực tập đi thiền, ngồi thiền, thở chánh niệm để phục hồi lại chính mình. Sau đó đến với người đó và thực tập câu thần chú này. Em ơi, anh đau khổ quá. Em là người mà anh thương yêu nhất trên đời. Em hãy giúp anh đi. Hay, ba ơi, con đau khổ quá. Ba là người con thương yêu nhất trên đời. Ba hãy giúp con đi. Đừng để sự tự ái ngăn cản mình đến với người kia. Trong tình thương đích thực, không có chỗ cho sự tự ái. Nếu tự ái còn đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta cần thực tập để chuyển hóa sự tự ái của mình thành tình thương yêu đích. Con em mình còn rất trẻ, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để học hỏi và luyện tập. Tôi tin chắc rằng nếu chúng được hướng dẫn và thực tập ngay từ bây giờ, thì sau này khi có khổ đau, chúng sẽ thực tập dễ dàng bởi vì chúng nghĩ người mà chúng thương yêu nhất đã thực tập như thế, đã nói như thế với chúng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng câu thần chú thứ tư này thường xuyên, nhưng đây là một câu thần chú rất quan trọng. Có thể chúng ta chỉ sử dụng câu thần chú này một hoặc hai lần trong năm, nhưng cực kỳ quan trọng. Hãy viết câu thần chú xuống và giữ đó đâu đó để mỗi khi con em mình đau khổ, ta hãy khuyến khích chúng đến tìm câu thần chú này để thực tập. Chiếc bánh trong tủ lạnh. Nếu chưa có chuông hoặc chưa thiết lập được phòng thở trong nhà, chúng ta có thể sử dụng chiếc bánh để thực tập. Chiếc bánh này rất đặc biệt, không làm bằng bột và đường như các loại bánh khác, nhưng ta có thể ăn hoài không hết, đó là chiếc bánh trong tủ lạnh. Thực tập. Sẽ có một ngày nào đó con mình ngồi trong phòng khách và thấy ba mẹ sắp gây gổ với nhau. Khi thấy không khí nặng nề khó chịu, nó có thể thực tập với chiếc bánh để đem lại hòa bình cho gia đình. Đầu tiên, nó sẽ mở vào, thở ra 3 lần để có thể thêm can đảm. Sau đó, nó nhìn mẹ và kêu lên, mẹ ơi mẹ! Cố nhiên là nó cũng có thể làm điều này với ba nó, hoặc ông bà hay bất cứ người lớn nào chăm sóc nó. Mẹ nó sẽ nhìn nó hỏi, chuyện gì đó con? Con nhớ là nhà mình còn một chiếc bánh trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh, có thật sự còn bánh hay không, không thành vấn đề. Con nói, có một chiếc bánh trong tủ lạnh thực sự có nghĩa là ba mẹ đừng có làm khổ nhau nữa. Khi nghe những lời này, ba mẹ sẽ hiểu. Mẹ đứa bé sẽ nhìn nó và nói, đúng rồi, vậy con ra sắp xếp bàn ghế đi, mẹ sẽ đi lấy trà bánh. Khi người mẹ nói vậy, nghĩa là bà đã tìm ra một cách để thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Đứa bé có thể chạy ra sân, chờ mẹ ở đó, và bây giờ mẹ có cơ hội để thoát khỏi cuộc tranh cãi. Trước khi đứa bé kêu lên như vậy, mẹ bé không thể đứng dậy rời khỏi chỗ đó, bởi vì như vậy sẽ mất lịch sự và có thể rót thêm dầu vào lửa giận dữ của ba bé. Mẹ bé có thể đi vào nhà bếp. Khi mở tủ lạnh ra để lấy bánh và nấu nước pha trà, mẹ theo dõi hơi thở. Nếu trong tủ lạnh không có bánh cũng đừng lo, mẹ có thể tìm một cách khác để thay thế chiếc bánh. Trong khi chuẩn bị trà bánh, mẹ có thể mỉm cười để cảm nhận sự nhẹ nhàng trong thân tâm. Trong khi đó, ba đứa bé ngồi một mình trong phòng khách cũng bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm. Dần dần cơn nóng giận của ông lắng dịu. Sau khi trà bánh đã được dọn lên bàn, người cha có thể đi từ từ ra sân, cùng uống trà ăn bánh trong một bầu không khí nhẹ nhàng, đầy cảm thông. Nếu người cha còn ngần ngại chưa muốn ra, thì đứa bé có thể chạy vào nhà nắm lấy tay ba nó năn nỉ, ba, ba ra uống trà ăn bánh với con đi. Mình xin kết thúc bài giới thiệu sách Gieo trồng hạnh phúc tại đây, một cuốn sách thật hay và ý nghĩa đúng không ạ? Hy vọng các bạn cũng trân quý và thực tập theo nội dung trong sách để giúp đưa chúng ta đến với bến bờ của sự hạnh phúc và an lạc. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.